Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 5 năm 2018 đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác trong những tháng tiếp theo. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung và Nguyễn Văn Phương. Trong 5 tháng đầu năm 2018, kinh tế xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Tổng lượng khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt gần 2 triệu lượt khách, tăng 38% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm ước đạt 358 triệu đô la Mỹ, tăng 10%, đạt 39% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 5 tháng đầu năm ước đạt 6.699 tỷ đồng. Trong những tháng còn lại của năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó đáng chú ý là đẩy nhanh tiến độ dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía nam sông Hương, từng bước hình thành sản phẩm du lịch của năm là dự án tuyến phố đi bộ dọc sông Hương gắn với không gian bảo tàng dọc đường Lê Lợi. Ban hành quy chế phối hợp quản lý tiếp đón phục vụ khách du lịch quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây. Xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hoàn thiện ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh, để thực hiện tốt mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, các sở ban ngành địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng năm 2018 theo từng quý, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt cụ thể đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt các đề án trình Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 6 như dịch vụ đô thị thông minh, một số chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng thu, đảm bảo nguồn thu ngân sách, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, tiết kiệm.